Cho biết là cái cảm xúc của hai bạn khi mà mua được những cái áo mới nhân những ngày cận Tết này thì như thế nào? Con vui. Con vui. Bằng áo Tết này để ăn Tết đúng không? Hay là đi bán cái số? Ăn Tết. Ăn Tết. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị . Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái shop thời trang. Và đây là những ngày nhân dịp cận Tết như thế này. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp cũng như là Út Đồng Tháp thay mặt cho Mạnh Thường Quân để mà đó là một cái cô giấu tên ở bang Florida của Mỹ á, để cho các bé sắm những cái bộ đồ cận Tết. Thì được biết á, là bà nội thì có hai đứa cháu, một là bé Ngọc, hai là bé Như. Bảo Ngọc của con tên gì, con tên gì? Quỳnh Như và Bảo Ngọc. Thì chắc có lẽ là cùng bà ngoại á với lại hai bé đi sắm những cái bộ đồ Tết cho các bé có một cái niềm vui vào những ngày đầu năm ha. Bà nội vô đây đi. Bảo Ngọc nói thích giếp mà, đây có giếp không Ngọc? Giếp bên kia. Giếp. Giếp hả? Bên này nè. Chị ơi, chị cho em hỏi có giếp không chị? Giếp á. Để cho bé Ngọc lựa trước ha. Từ từ, để con chút xíu. Thích mặc màu gì? Đen. Màu đen trời. Tết bây giờ mình mặc màu vàng, bạn, mặc bạn... màu đỏ đi. Ra đi mọi người mặc màu vàng, màu đỏ. Phải màu vàng, Tết có vàng. Thôi, thích mặc màu gì mặc màu đỏ. Cứ lựa đi. Hàng năm thì Tết sắm khi nào? Đen hả? Vô đây nè. Cái nào? Cái này nhà có rồi. Nhô vô đi lửa đậm với chị đi. Một chị phải trắng. Thôi kệ, mấy cái đi. Đậm nào đẹp á. Cái này sao? Cái này già lắm. Có hỏi giá chưa bé Ngọc ơi? Dạ. Có hỏi giá chưa? Ôi Như ơi, vô đây nè. Ủa cái này là nhiêu chú? 220 con. Chú mua được không? Được, vậy con thích thì con cứ lấy nha. Con thích bộ nào thì con cứ lựa đi. Đẹp không? Chị phải trắng. Mình thích bêu. Nhưng mà Như ơi, body nè hả? Body hả? Hả? Con nói gì? Đầm body. Đầm body hả? Ô, giỏi trời. Con đồ nè có không? Con vô thử. Vô thử đi. Coi nha, đưa chồng cho. Con phải thử chứ. Con phải thử. Vừa hay không mới lấy chứ. Có nghĩa là con chỉ cần cởi áo khoác này ra thôi, con trùm mặc áo kia vô luôn. Xấu lắm. Vậy là Quỳnh Như đồ này xấu lắm. Không ấy, bà Quỳnh Như lựa cho chị đi. Cái nào? Hai cái này. Đập nhưng mà lựa màu cho chị đi. Cái nào? Hai cái này. Ừ nè. Nè hình nè. Nè. Còn hống này nè, nè. Cái này. Trước cái này đẹp không? Nè mua hai bộ này đi. Ồ, hai bộ đó xinh đó. Từ từ. Xinh không Như? Xinh. Đó. Cái màu đen được không? Cái này cũng đẹp. Lấy cái nào? Hai cái luôn đi. 230. Rồi con lựa đi, con lựa. 230. Hai trăm ba. Hai con vô thử nè. Vậy là con lấy bộ đó nữa đúng rồi. Con cái này có con giường. Cứ hơn chỉ áo ngang bụng luôn. Chỉ có áo ngang bụng luôn. Áo ơi. Áo hip hop á. Hai. Thôi không phải đâu. Nè. Không. 15 gớt của tao hoài à. Lựa áo trước kìa Ngọc ơi. Áo trước đi con, lựa áo trước đi con. Như, nè. Con nói kiểu này này hả? Có màu đen không? Có, em
Chưa được hả bé Ngọc? Nè. Ủa sao còn cái quần dài nữa? À thấy được không? Đập rồi. Tổng công là bộ đồ bao nhiêu tiền? Để hỏi chị. Bộ đồ bao nhiêu tiền? Hồi đó giờ có mặc bộ đồ nào đẹp giống vậy không? Không. Dạ. Đó giờ có đồ nào đẹp giống vậy không? Có. Có luôn hả? Bộ đồ này tổng cộng là shop nó nhiêu tiền? Hỏi chị đó đi. Hỏi chị đó đi hả? Có đem túi tiền theo trả không? Ôi chị ơi, bộ đồ chị ơi, nhiêu chị? Cái này với cái màu đen luôn. Dạ, cái này được hả chị? Được. Nhưng mà gặp mấy chú còn ngại đúng không? Mà đẹp mà đúng không? Con chịu bộ này. Ai chỉ lựa cái gift này vậy? Chị này nè. À. Là nhiêu chị? Luôn hay sao Ngọc? Rồi chị chủ shop là lựa cho bảo Ngọc luôn nha. Cái này 150 là 301. Còn cái áo này. Mấy Ngọc dễ thương qua hỏi được không, đẹp không? Cởi ra được không? Tại vì chị coi cái giá hôm nay chị biết được. Chờ em, chờ chị. Con vô, con cởi ra nha. Ừ. Bà ngoại nó sao? Bà nội nó sao? Nó dặm mặt hơi vô bận đồ vậy là giờ nó dễ cưng lắm. Mai mốt gả chồng nước ngoài để nuôi bà nội được không? Cái đó không biết nè. Bà nội chịu không? Tùy duyên. Tùy duyên lỡ gả đi xa quá ra nước ngoài rồi là không có thời gian về thăm nội sao? Thăm lâu lâu nó về thăm với mà người lâu lâu nó về thăm rồi người ta đừng có gạt nó được rồi. Có khi nào mình nghĩ rằng mình không cho cháu mình đi bán số nữa không nè? Có mà tại hoàn cảnh phải chịu. Ừ. Trung mẫu giống gì? Một bộ đó nhiêu? Cô đó lựa cho kìa con. Một bộ đó nhiêu rồi? Có cái bản hiệu, có bản số sao bản. Có số tiền đó thì sao đó. 303. Mấy con bộ rồi ha. Mấy con bộ 303 hả Bảo Ngọc? Dạ. Còn lựa lấy bộ nữa. Lấy bộ đồ. Kêu con đó kìa lựa cho kìa. Hai bộ luôn hai Bảo Ngọc ha. Mừng không? Trước mặt chị chủ shop nè. Thích Bảo Ngọc. Tăng hả gì? Có giảm giá cho bé Ngọc không? Dạ có, tiếp dạ. Đó mua gì em sẽ giảm giá. Dạ. Còn 450 nha. Dạ. Ba bộ hả? Dạ. Hai cái áo với một cái quần, tại Ngọc ở nhà nó còn quần ở nhà rồi. Nên Ngọc mua cái áo phát. Thì bây giờ cái phần này là 480 nhưng mà chủ tiệm bớt 30 là còn 430. Dạ đúng rồi. 450. 450 chứ lộn. Tính dốt, tính không ra luôn. Xong chưa? Ha. Rồi ha, kề lấy đồ kìa con. Đây cho. Dạ. Rồi con xích đồ đây. Đâu con nói xuống đây con quay vòng cho chúng tôi coi. Quay vòng coi. Ồ. Đẹp dữ trời. Cái cảnh thôi sao cả nhà Quỳnh Như. Đẹp quá, bộ đồ này là nhiêu tiền Như? Con chưa hỏi ha. Ủa con thử mới được có bộ hả Quỳnh Như? Ai hướng... Ok, con vô con thử. Như, đi. Như, nói nghe nè. Chưa, ai hướng dẫn con lựa bộ đồ này đây? Con. Con tự lựa luôn hả? Ôi trời ơi. Tự chọn luôn. Bộ đồ Gucci luôn á. Đẹp quá, gái quá mà. Thử bộ nữa đi ha. Áo này lạ mà nắng. Nói ra đây coi con. Quỳnh Như thích dẫn vậy. Đẹp quá. Ôi, có tiền trả không? Bây giờ nè, con mặc đồ này luôn, cái con lấy đồng kia bỏ bọc con về cái tắm luôn à. Con hỏi coi cô dạ. Hai bộ là bao nhiêu tiền chí? Rồi mới giờ luôn nghe Quỳnh Như. Rồi con muốn, bây giờ trước khi mà mặc bộ đồ này về, trước khi mình ra khỏi shop á, con muốn nói về gì với lại cô chú anh chị Mạnh Đường Quân đã giúp đỡ mình với lại nội không? Mua đồ mới cho con nha. Nào rồi con... giúp đỡ ngoại con. À. Cảm ơn rất nhiều luôn. Để mình như thì nói chuyện hơi nhỏ. Rồi mặc đồ này đi bán giấy số thì sao? Tính tiền giùm em đi chị. Hả? Sợ tao nói. Cái gì? Sợ tao nói mặc chung
giàu mà đi bán vé số. Đồ này là để mà ăn Tết nha. Sợ người ta nói giàu mà đi bán vé số hả? À, vậy là đồ này để làm gì ta? Tính tiền hai bọn của bé. Ăn Tết thôi hả? Dạ. Còn đi bán vé số là mặc đồ nghèo. Thấy người ta giàu thì mình mặc đồ nghèo mình buồn không? Còn này mình mặc đồ mới mình đi bán vé số. Sao? Nó chơi với con chứ đồ này để ăn Tết, còn hàng ngày đi bán vé số đi thì cô chú sẽ thương mình hơn. Bộ này với bộ kia. Cái này là nhờ mấy bé này. Bộ này 150, 150, 280, 130. Bộ này là bộ cũ của bé. À, bộ cũ của bé bỏ bọc giùm em. Ủa, mình có khuyến mãi gì cho mấy bé không? Không, cái này em giảm rồi đó. À, giảm luôn rồi. Này là nhiêu? 150 hả? 160 bớt thành 150 hả? 160 vậy em. Vậy là tổng của mình là hết hai bộ là bao nhiêu chị? 430. 430 ngàn. Tổng hai bộ của bé mình như là 430. Rồi vui không? Rồi, bạn nào là chị, bạn nào là em, con tên gì, tự giới thiệu ơi. Con là em, con tên Nguyễn Bảo Ngọc, con tên Quỳnh Như. Quỳnh Như và Nguyễn Bảo Ngọc. Rồi, mới này con lựa cái áo khoác rồi luôn hả Ngọc? Dạ không, con lựa từ clip con muốn thấy. Rồi, bây giờ cho biết là cái cảm xúc của hai bạn khi mà mua được những cái áo mới nhân những ngày cận Tết này thì như thế nào? Con vui. Con vui. Bằng áo Tết này để ăn Tết đúng không? Hay là đi bán vé số? Ăn Tết. Còn bạn luôn nè. Còn Quỳnh Như. Cảm động. Cảm động luôn. Cảm động cảm sao? Vui á. Vui á. Càng Tết mình được đi mua đồ mới mình vui lắm. À, ra như thế này nè. Là hai bạn có cảm thấy là tự nhiên một người xa lạ không có quen biết gì hết á mà lại gửi tiền từ ngoài nước Mỹ á mà gửi tiền cho chú Đạt để mà chú Đạt có thể là dắt bà nội với bà ngoại của mình cùng đi mua như vậy á thì bất ngờ không? Bất ngờ. Bất ngờ nhiều không? Nhiều. À, bây giờ muốn nghe bé Quỳnh Như nói là cảm ơn trước sau đó tới bé Ngọc ha, rồi mình sẽ đi lên xe mình đi về. Con cảm ơn cô ở kho, cô giấu tên ở Florida. Cô nói vậy. Nói theo chú. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. À, giấu tên ở Florida. Giấu tên ở Florida. Ở Mỹ được rồi. Ở Mỹ hỗ trợ cho chị em con có đồ mới. Ở Mỹ hỗ trợ cho chị em con có đồ mới. À, để con ăn Tết tưng bừng vui vẻ luôn. Để con ăn Tết tưng bừng vui vẻ luôn. Rồi sao cười? Sao cười? Tới Ngọc, tới Ngọc. Tới Quỳnh Như, tới Bảo Ngọc đi. Con cũng cảm ơn cô ở Mỹ đi. Cảm ơn cô ở Mỹ. Cho tiền con thì sao? Cho tiền con mua đồ Tết. Chắc có là phải là bà nội vô nói cái nữa đi ha. Bà nội ơi. Bà nội vô đây nè. Bà nội đến chính giữa đi, hai bé hai bên ha. Đứng sát sát vô. Rồi, bà nội nói đi. Bà nội có nói là nào cảm ơn không á? Có, cảm ơn cô bên Mỹ giấu mặt á. Dấu tên mà chưa thấy mặt. Chưa thấy mặt. Cho đồ hai đứa cháu, cho nội, cho ngoại. Cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ cô đó Tết mấy em, tụi nó mới có ăn Tết được. Với trả tiền trọ thiếu 4 tháng cho nội. Dạ, với trả tiền nhà trọ đó. Giờ gì nè, nội nay Tết có sắm đồ Tết gì không? Thôi, sắm hai nó rồi, sắm nữa. Chỗ nào nội sắm thì ngày mai đi. Con mấy tại vì giờ thời gian mấy con giờ không có kèm đi về rồi. Nếu ngoại mua thì ngoại mua hai bộ đồ bộ để mặc Tết rồi mới cho nó vui vẻ những ngày Tết. Được không nội? Nếu được thì cảm ơn nhiều. Dạ vậy nghe. Tết năm nay thì chắc có lẽ là sẽ xung vầy hơn những cái Tết của những năm trước. Dạ, cảm ơn mấy cô mấy chú mạnh. Dạ. Cho kỳ này mấy đứa cháu mới có đồ đó mà. Cảm ơn mấy cô mấy chú ở mọi. Hàng năm Tết thì nội phải tốn bao nhiêu tiền để mua? Có nhiều mua cũng ông bà không có thì mua ít một chút. Mà cũng phải có ông bà đưa tá ông táo gì trời. Rồi rước ông bà đi. Cũng đầy đủ vậy. Nhưng mà có một cái thiếu thốn.
Muốn khóc nữa rồi. Muốn khóc nữa hay nào? Tại vì hồi đó giờ có tâm sự buồn lắm chú ơi. Vì ổng tử em, ổng cái mình nói xong á, vậy là nó cha mày đó. Ừ, em ông là cha tôi. Được rồi. Thôi thì ông cũng đã mất rồi, thì cũng đã an nghỉ rồi, thì con mong cái nỗi đau này nội sẽ được nguôi ngoai ha. Chứ đâu biết ông chó cắn cho đi xuống vợ, đâu có dám ơn người ta làm mai rồi ơn về hứng hết trời. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cho cô bác cũng chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh quân cũng như là một cái cô giấu tên ở Florida của Mỹ hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà nội để cho mọi có một cái Tết xuân vầy hơn cho bà nội ha.